Chào các bạn thân mến. Trước mặt chúng ta là khu vui chơi hồ bơi cà phê Hải Yến, tọa lạc tại Bình Thành, thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha, cặp theo kênh sáng Lấp Vò. Hôm nay là đội dưỡng sinh Bình Thành và Định An chọn địa điểm cà phê Hải Yến để tổ chức mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Mời các bạn theo dõi một số hình ảnh cũng như diễn biến của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Hai cái bông nha, để ông chui hơn có, mà số có bông vậy. Rồi. Mình xin giới thiệu. Xin chào. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm Giáp Thìn. Mình là Xuân Lan, đội trưởng của đội xã, đội trưởng của đội dưỡng sinh xã Bình Thành. Xin có đôi lời chào dưỡng sinh của Định An đã bỏ chút ít thì giờ lên cùng với đội dưỡng sinh Bình Thành họp mặt vui vẻ và mừng ngày 18 tháng 3 của ngày Quốc tế Phụ nữ. Dạ. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Tôi đại diện danh hội dưỡng sinh Định An hôm nay cho cái việc ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ có buổi giao lưu với câu hội dưỡng sinh Định An. Tôi xin chúc quý vị bạn bè câu hội dưỡng sinh một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Mình cũng chúc cho tất cả chị em hai đội dưỡng sinh Định An và Bình Thành cả những chị em đều đẹp trẻ mãi không già, dồi dào sức khỏe và càng ngày càng đẹp. Hay quá, cảm ơn. Đây là anh Su trai, mình là Su gái, hai bên mình cùng nhau bắt tay giao lưu với nhau. Su trai thì kỳ quá à. Bắt tay chị Xu gái đánh hoài không buồn. Kính thưa, nói lại ha, nói lại. Dạ, hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Bên đây là đàn trai đi cưới đàn gái, đâu được chơi đàn gái đâu trời. Chưa chấm. Đàn trai đi cưới đàn gái, anh xui. Trời. Lên đây. Chung lên được rồi. Thì đó đại diện Su gái, đây đại diện Su trai. Mình là Su gái, đây là Su trai. Anh xui hôm nay. Đứng dậy chào anh xui. Gái cho con trai ảnh. Hai đứa này làm vợ chồng với nhau. Hai đứa tôi. Anh Su, chị Su này sẽ đọc phòng cho nhau. Ôi là Định An cứ gọi là hát cùng có nắp giò đại anh làm tiệc đường đại là mấy chị em bên đây là giao lưu dưỡng sinh, bên đàn trai là của Định An, dưỡng sinh đàn gái là của Bình Thành đó, hai đứa với nhau, hai đứa hợp nhau đó. Hôm nay mình làm một cái lễ đại lễ rồi đây nha, đây là món ốc bươu vàng nướng nha. Chai nha. Chứ phải mặn nha. Rồi, đây là dĩa mì nha các bạn, mì xào thập cẩm. Rất là hấp dẫn luôn đây nha, là món này. Đây là hoành thánh cầm hai đúng rồi. Hoành thánh chai luôn, hoành thánh chai giòn ngon, luôn. Ngon, 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 quá trời ngon, tuyệt vời quá. Quá à. Dạ. Của chị Phượng ở dòng sống, thợ nấu. Của vợ, thợ nấu chai. Của vợ. Ngon tuyệt vời ông trời, không ngon không lấy tiền chị ơi. Nè khoai lang. Đây là khoai lang, khoai lang đường. Khoai lang đường này từ Đà Lạt chuyển vô. Ngon, ngon tuyệt vời. Không ngon là không lấy tiền nha quý vị. Còn muốn mua ra Đà Lạt mua. Đây là ba tê chai. Bánh nem.
ai chai, đã không? Ai có muốn cần thì liên hệ cô Thủy. Ba tê chai ngon tuyệt vời luôn quý vị ơi, món nào cũng ngon hết, nhà em làm tuyệt vời. Ai có đặt hàng thì xin liên hệ nha. Số điện thoại 0000. Đâu đọc số điện thoại đi. Số điện thoại 99 831 374. Rồi xin nhắc lại số điện thoại 0799 831 374. Bà thợ nấu chay. Đây là số điện thoại của bà thợ nấu đồ ăn chay nha các bạn. À, nếu các bạn có muốn đặt đồ chay thì liên hệ với số điện thoại trên nha. Quá ngon các bạn ơi, hôm nay bữa chị rất là vui, rất là ngon nha. À, thì mình cũng xin nói lại lý do của buổi họp mặt ngày hôm nay. Cái món gì vậy đó. Món gì chứ chị đặt xuống như đó đó. À, pha lan. Rồi à, món ốc. Rồi bên đây là chili pha lan. Rồi nâng ly chúc mừng cho buổi họp mặt hôm nay đi bà con ơi. 1 2 3 vô. Có rượu đó nha các bạn. Vô đi chị, vô đi em quay cho. Đây đây, cầm mà dơ lên cây. Quay chữ lại. Đây. Quay chữ lại. Vô lại đi, vô lại. 1 2 3 vô. Rượu mật ca nha. Hôm nay là hai đội dưỡng sinh của Định An và Bình Thành giao lưu họp mặt mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nha các bạn. Và chúng tôi chọn địa điểm là cà phê Hải Yến hát với nhau đó. Thì một hồi mời các bạn đón xem chương trình hát với nhau của chúng tôi nhé. 8 tháng 3 em chúc toàn thể các chị em phụ nữ ngày hôm nay được hát với nhau vui vẻ hạnh phúc ngày càng phát triển hơn. Chúc tất cả các chị dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, trẻ mãi không già. Có một chàng khoát tay đi ạ. Phải gì hay đợi, phải gì hay đợi vô tay. Hát với nhau xin được phép bắt đầu tại Hải Yến. Và bây giờ mời các bạn theo dõi chương trình hát karaoke của đội dưỡng sinh Bình Thành và Định An nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nha. Các bạn thân mến, do lý do bản quyền nên là mình không có thu lại những cái bài hát mà hai đội biểu diễn nha. Các bạn thân mến, mình xóa hết âm thanh nha các bạn, chứ là các chị hát rất là hay luôn nha. Vì lý do là bản quyền của YouTube nên là không để âm nhạc được nha các bạn. Đó. Chứ các chị hát rất là hay luôn. Đó. Múa rất là giỏi ha, và hát rất là hay nha. Đó. Nhảy rất là đẹp luôn các bạn. Đó, dễ thương không? Đó. Hát rất là hay, nhưng vì lý do bản quyền của YouTube nên các bạn thông cảm nhé. Trời. Yeah.
Đây, khi các bạn đến đây hát thì có rất là nhiều bông để chuẩn bị để tặng cho các bạn nha. Âm ly, thùng bát rất là chuyên nghiệp luôn nha. Hệ thống âm thanh thì tuyệt vời. Nếu các bạn đi vào ban đêm á, thì hệ thống ánh sáng rất là đẹp luôn. Đây, mình giới thiệu số thiết bị của cà phê Hải Yến hát với nhau nha. Đó. Âm thanh ánh sáng là ok nha các bạn. Đây, và đây mình quay cái khung cảnh bờ sông nha. Đặc biệt là có cái view bờ sông, kênh sáng lấp vò, gió thổi lồng lộng luôn các bạn ơi. Đây nè, mát mẻ vô cùng luôn ha. Buổi sáng thì chúng ta có thể ngắm nhìn view bờ sông. Bên bờ bên kia thì có rất là nhiều cơ sở xây sát gạo á. Đó. Và dưới dòng sông các bạn thấy những chiếc ghe chở lúa, chở trấu ha. Để cập bến những cái kho xay sát gạo. Gió quá, gió mát. Đứng đây gió mát quá chừng luôn rồi nè. Đó. Phía dưới thì con đường đi vào là trải nhựa luôn ha. Trải những tấm vải nhựa và có mái che. Nên là rất là mát nha các bạn. Đó. View phía dưới rất là đẹp. Rồi, ở đây là ở trên lầu. Đó. Thiết kế ở đây thì toàn là ghế gỗ ha, ghế bàn gỗ. Nhìn rất là mát mẻ. Đây. View bờ sông rất là đẹp ha, phong cảnh lãng mạn hữu tình các bạn. Phía trước là có hàng cây xanh. Đây là cây vừng các bạn. Cây vừng. Rất là đẹp. Và phía dưới đây thì có hồ bơi luôn. Để khi các bạn đến uống cà phê có thể dẫn theo các bé. Như là cái khu vui chơi cho các bé luôn ha. Có dán trượt luôn. Hồ bơi. Để phục vụ cho các bé. Nên khi phụ huynh đến đây thì yên tâm. Vì các bé có cái không gian riêng để chơi ha. Phía dưới đó là nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh rất là sạch sẽ, rộng rãi, thoáng lắm các bạn ơi, thoải mái lắm. Xe gắn máy các bạn có thể để vào bên trong rất là an toàn luôn nha, khỏi phải lo. Đây, nguyên khu vực rất là rộng các bạn. Vừa có cà phê, giải khát và có một số thức ăn. Nếu các bạn muốn gọi thức ăn thì sau 15 phút là có thức ăn nha. Món gì cũng có hết nha các bạn. Đó. Và đặc biệt là đây, các bạn thấy là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, là hồ bơi, có máng trượt luôn nha. Và ngắm nhìn dòng kênh sáng lấp giò, nước chảy mênh mông ha, xuồng ghe tấp nập. Phong cảnh rất là hữu tình. Và bây giờ chị em đang chung vui liên quan vui lắm các bạn ơi. Cà phê, nước chanh, nước me đầy đủ hết nha. Và ngoài ra còn có nhâm nhi một chai mật nho nha, đầy đủ nha, rất là vui. Đó. Có Mai Lan nữa nha, có giới thiệu không? Phai lang, mận, trái cây, cắp, ổi đầy đủ hết nha. Sơ ghi đậu phộng nữa nè, đưa cục đậu phộng lên coi như lấy trời đậu phộng nữa. Đặng cho mà làm gì cũng đậu hết trơn nha các bạn. Làm đâu thắng đó, làm đâu đậu đó luôn. Thi đâu đậu đó. Này. Đó. Vui lắm các bạn ơi, vui là chủ yếu nha, vui là chính. Đó. Bây giờ cuộc sống của chúng ta thì các bạn thấy là không có gì ngoài sức khỏe và niềm vui. Đó. Thì tham gia đội dưỡng sinh trước tiên là để bản thân mình có sức khỏe và có thêm niềm vui cùng với đồng đội trong những thời gian mình tập luyện với nhau vào những buổi sáng. Và ngoài ra thì hai đội dưỡng sinh Định An và Bình Thành cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi liên quan các bạn. Hát với nhau nè, những cái buổi cà phê sáng, ăn sáng. Rồi cụ thể như hôm nay là hai đội kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nha. Cái nhóm này là có một cái lễ nào nhất rồi.
Nóng qua chú rẻ thứ hai còn dưới nhiều. Chào bà cái chị ơi. 1, 2, 3, vô. Sau khi hát cao kê và dùng tiệc xong thì chị em xuống dưới sân để chụp ảnh lưu niệm nha. Bởi vì phía trước cũng như là ở khu vui chơi rất là nhiều cảnh trí đẹp nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn theo dõi chị em tung tăng tung ta trong khu vườn rất là xinh đẹp của cà phê Hải Yến nha. Cái con rồi trước đây là tới nhập và tới chị Gia Chân từ từ chậm chậm đi nhanh lên, nhanh lên đi, đi nhanh lên, tới giờ rước dâu rồi, tới giờ rước dâu rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tới giờ rước dâu rồi, mời các bạn vô quán cà phê Hải Yến để mình làm lễ nha, cho hai đứa trẻ nha, nhanh vô đi bà con ơi. Lẹ lên, tới giờ làm lễ rồi. Tới giờ làm lễ rồi nha. Rồi. Rồi, bây giờ nhà trai nhà gái đã đến đông đủ rồi và bây giờ mọi người sẽ tập trung lên lầu cao để làm lễ cho hai trẻ nha. Rồi, bây giờ chúng tôi có một bôi hình tập thể cho hai nhà trai nhà gái nha. Các bạn nhìn thấy cảnh trí của cà phê Hải Yến rất là đẹp nha. Nên đến đây các bạn uống cà phê, các bạn chụp ảnh rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp nha, rất là vui luôn nha. Đó. Muốn bông có bông, muốn cây có cây nha. Muốn có xích đu có xích đu. Có nhiều cảnh trí để các bạn chụp lắm nè. View bờ sông nè, đó rất là đẹp luôn nha. Rồi rồi rồi. Các bạn thân mến, giờ này ở trên sân khấu các anh các chị các chú vẫn còn đang hát cao kê nha. Còn nhóm tụi mình xuống dưới sân dưới để chụp ảnh, quay phim lưu niệm. Bởi vì cảnh phía dưới rất là đẹp các bạn. Sân vườn rất là đẹp nha. Trang trí rất là nhiều tiểu cảnh để cho các bạn quay phim, chụp ảnh. Các bạn nhìn thấy cảnh đẹp chưa? Rừng, núi, rồi các cái con thú rất là đẹp ha. Đó. Các cái tiểu cảnh, cảnh nào cũng đẹp hết trơn các bạn. Có hồ nước nữa nè. Rồi có một chú ngựa rất là dễ thương. Nói chung cảnh nào các bạn dừng lại chụp ảnh cũng đẹp hết các bạn. Nên là nhóm chị em chúng tôi tranh thủ xuống phía dưới để giới thiệu với các bạn quán cà phê, sân vườn, hồ bơi, giải trí vui chơi của Hải Yến nha. Mình xin nhắc lại địa chỉ là ở Bình Thành, thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp. Đó. Thì khi các bạn đến đây cà phê có thể dẫn theo các bé, bởi vì có khu vui chơi cho các bé nữa. Có hồ bơi tắm nữa nha. Có hồ bơi. Rồi sân vườn thì các bạn thấy rộng mênh mông ha. Đó. Rất là sạch sẽ. Nên chị em cố gắng là
giáp hết sân ở phía trước đó các bạn. Có một cái chú đe trâu rất là dễ thương luôn kìa. Cảnh nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Đó, đường đi vào thì có cái mái che mát ha, không phải nắng nha. Đó, phía bên tay phải nhìn vào thì có vườn cây mai. Đó, còn đây là hồ nước và có nhà, một căn nhà nhỏ, nhà thủy tạ. Đó, các bạn có thể ngồi đó uống cà phê. Còn đây là hai quả tim đang xen vào nhau. Khung cảnh hết sức là mà lãng mạn và dễ thương lắm các bạn. Nên là chị em bữa nay kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Ai cũng mặc áo dài, thước tha. Nhớ lại tuổi học trò, nhớ lại ngày xưa khi đi học. Mặc áo dài ha. Hôm nay rất là vui các bạn. Vui gì là chị em hợp mặt để mừng ngày 8 tháng 3. Và vui vì cảnh vật xung quanh rất là lãng mạn và nên thơ. Nên là chị em ai cũng cứ tranh thủ chụp ảnh và quay phim để lưu giữ lại cái khoảnh khắc hợp mặt ngày hôm nay tại quán Hải Yến, Bình Thành, thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp nha. Dễ thương chưa? Rất là dễ thương luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Hôm nay, hai đội dưỡng sinh Bình Thành và Định An đã có những phút giây thật tuyệt vời tại quán cà phê Hải Yến nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Chúc chị em khỏe mạnh, xinh đẹp, sống vui vẻ cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.